chào bạn, cái bên mình đang là Toyota Prius, một cái dòng xe rất là đặc biệt của Toyota. Đây có thể nói là một trong những cái người đi tiên phong trong cái lĩnh vực xe hybrid, xe xăng lai với điện. Những chiếc Prius đầu tiên được ra đời từ những năm 1997 và thỉnh thoảng trên đường phố Việt Nam mình vẫn nhìn thấy sự xuất hiện của những chiếc Prius vào khoảng thế hệ 2009. Sau nhiều năm thì cuối cùng Toyota cũng đã tung ra một cái phiên bản Prius hoàn toàn mới. Đây là chiếc xe hybrid và nó sẽ mang đến những cái cải tiến về khung sườn, về động cơ và cả về thiết kế nữa. Anh em nhìn thấy là nó hiện đại hơn rất là nhiều. Đối với Prius phiên bản mới này thì nó được phát triển dựa trên cái thế hệ khung gầm hoàn toàn mới mà Toyota họ đang áp dụng cho những cái dòng xe mới nhất của họ. Bên dưới nắp capo này sẽ là một cái khối động cơ xăng có dung tích là 2.0 lít, cung cấp sức mạnh là 150 mã lực. Nó thay thế cho động cơ 1.8 lít trước đây chỉ với công suất vào khoảng 98 mã lực. Và cùng với đó nó còn có thêm một cái động cơ điện. Động cơ điện này khi mà kết hợp lại với nhau nó sẽ tạo ra cho chiếc xe này tổng công suất lên tới hơn 200 mã lực. Và giờ đây chiếc xe nó đã mạnh mẽ hơn rất là nhiều. Để cấp năng lượng cho cái động cơ điện này sẽ là một cái bộ pin. Và bộ pin đó nó sẽ tốn khoảng 4 tiếng đồng hồ để sạc đầy. Bởi vì đây là một cái chiếc xe plug-in hybrid mà Toyota họ rất tự hào. Họ cho biết là với việc đổ đầy một cái bình xăng và cộng thêm sự hỗ trợ của động cơ điện thì mỗi lần nạp nhiên liệu chiếc xe này có thể chạy được một quãng đường tối đa lên tới 1.200 cây số, với cái mức tiêu hao nhiên liệu rất là đáng nể. Nếu mà ở chỉ chế độ thuần điện không thì cái bộ pin của xe này có thể giúp cho xe đi được một cái quãng đường khoảng 60 cây số. Rồi, đó là tất cả những thông tin liên quan tới phần hệ dẫn động của xe. Xe cũng được nâng cấp nhiều thứ liên quan đến hệ thống treo để giúp cái khả năng bám với mặt đường trở nên tốt hơn và cái cảm giác ngồi, cảm giác lái nó cũng tối ưu hơn rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ nói về thiết kế. Anh em nhìn thấy là tổng thể nó rất là mướt, nó không có quá nhiều những cái chi tiết góc cạnh đâu. Tại vì Toyota họ phải tối ưu làm sao cho nó lướt gió nhất có thể. Hệ số hạn gió của chiếc xe này nó đang là 0.27 và nó sẽ cao hơn một chút xíu so với cái phiên bản trước đó, những phiên bản Prius trước đó là 0.24. Có thể giải thích điều này đó là Toyota họ đã làm cho chiếc xe này to hơn để phù hợp hơn với cái nhu cầu thực dụng ngày nay. Cho nên là do đó nó cũng kéo theo là hệ số cản gió nó nhiều hơn, nhưng mà về cơ bản thì nó vẫn ở một cái mức rất là tối ưu dành cho cái việc tiết kiệm nhiên liệu. Bây giờ mình sẽ bắt đầu từ cái phía đầu xe trước. Anh em nhìn thấy từ phía trước tới thì chiếc xe này nó rất là thuôn gọn. Cái phần từ nắp capo đi xuống cái bumper phía trước nó có một cái khoảng cách rất là hẹp, cái bề rộng nó nhỏ thôi. Ở phía trên này nắp capo được làm trơn láng và chỉ có một cái phần gân nhỏ ở hai bên để tạo cái tính thể thao. Nó sẽ có một cái đèn với cái đèn định vị theo cái mí led như thế này, nhìn nó rất là sắc sảo. Và cái cụm chiếu sáng thì nó được đặt nằm gọn ở bên trong một cái dải như thế này, nhìn nó hiện đại và nó rất là thanh mảnh ha. Rồi, chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái phần cảm biến ở đây để phục vụ cho những cái công nghệ an toàn. Chiếc xe Prius này nó được trang bị cái gói an toàn Toyota Safety Sensing gì đó, mình không nhớ rõ cái tên, nhưng mà nó là cái thế hệ 3.0 và nó sẽ có rất nhiều những cái tính năng khác nhau như là phát hiện cảnh báo va chạm, rồi nhận biết những cái biển báo hay là phanh tự động gì đó. Đi dần về phía ngang hông, anh em sẽ nhìn thấy nó vuốt cong rất là nhiều. Nó vuốt cong từ phía này vuốt ra tới tận ở phía sau. Và ở bên hông này gây ấn tượng với mình đó là bộ mâm có kích thước 19 inch, nhìn rất là to bản. Ở phía trước là thắng đĩa nè. Cái củ gương thì nó có màu đen. Ở đây thì mình có phiên bản màu vàng. Không biết là chiếc Prius này có bao nhiêu phiên bản màu sắc. Cái gương màu vàng này, cái gương màu đen nó sẽ tạo sự tương phản. Rồi ở phía sau thì cũng là thắng đĩa. Ở đây có thể là vị trí dùng để sạc pin nè, hoặc là để đổ xăng. Sạc pin có thể là ở phía trên. Đi về phía sau đuôi của xe thì anh em nhìn thấy nó có một cái phần cắt như thế này. Thì cái chi tiết này đối với cái phiên bản Prius cũ á, nhìn nó hơi thô hơn một chút xíu, nó vuông vức hơn, nó góc cạnh hơn. Nhưng đối với cái phiên bản mới này thì Toyota họ đã làm cho nó mướt hơn rất là nhiều. Chúng ta sẽ có một cái hệ thống đèn hậu kéo dài từ bên trái qua bên phải. Nó sẽ gia tăng tính nhận diện của xe khi đi trong đêm. Và ở giữa này chúng ta sẽ có một cái logo của Toyota với chữ Prius ở đây. Rồi hai cảm biến nè. Vậy thôi. Ở phía dưới này thì được làm cái màu đen nó tương phản với cái màu vàng của thân xe. Đó là về những cái gì ở bên ngoài. Hiện tại thì mình chưa vào được bên trong nội thất, mình chỉ nói sơ một xíu về cái nội thất của xe thôi. Bên trong nội thất thì cái xe này sẽ cung cấp cho chúng ta là 5 chỗ ngồi.
nó cũng có rất nhiều những cái tính năng hiện đại, ví dụ như là đằng sau vô lăng sẽ là một cái màn hình nhô lên, đó là bảng đồng hồ kỹ thuật số, nó sẽ hiển thị thông tin vận hành trên đó. Rồi chúng ta sẽ có một cái màn hình ngay trung tâm, nó có kích thước là 12.3 inch, cũng có thiết kế góc cạnh vát những cái cạnh chứ nó không phải là kiểu hình chữ nhật thông thường, nó sẽ giúp cho cái xe nhìn nó cá tính, nó hiện đại hơn rất là nhiều. Mình nhìn thấy là những cái phần cần số nó cũng có thiết kế rất là gọn gàng và có cả phanh tay điện tử này kia. Nhìn chung thì thiết kế nội thất của xe này nó khá hiện đại và mọi thứ đều được làm một cách đơn giản và tinh gọn nhất. Đó cũng là tất cả những thông tin mà mình muốn chia sẻ nhanh với các bạn về cái chiếc Toyota Prius phiên bản 2023 này.